bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 29 tháng 11, ngày Black Friday, như thường lệ thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Đặc biệt là những tin tức về ngày thứ 6 đến tối này. Black Friday 2019 thì cũng đã tới rồi. Dưới đây là một số những cái sản phẩm công nghệ được giảm giá tốt mà các bạn có thể tham khảo. Với những mẫu Samsung Galaxy Note 10 cộng thì giảm tới 5 triệu đồng. Samsung Galaxy Note 10 cộng dù sao thì vẫn là một trong những smartphone cao cấp hiện nay của Samsung. Ngoài việc giảm giá ra thì hãng còn tặng kèm Galaxy Watch Active màu đen cho các bạn nữa. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một deal giảm giá nữa, đó chính là Realme 3 Pro với bản 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong. Chúng ta sẽ được giảm 1,4 triệu đồng. Realme 3 Pro thì là một chiếc điện thoại tốt trong con khúc giá rẻ với phần cứng mạnh mẽ và thời lượng sử dụng khá lâu dài, đáp ứng được nhu cầu của những người dùng thích chơi game. Đây là một đối thủ cạnh tranh trực tiếp với chiếc Redmi Note 7 Pro của Xiaomi. Tiếp đến là Fitbit giảm 30%. Có lẽ không phải nói quá nhiều về thương hiệu vòng đeo tai Fitbit, chúng đều có độ hoàn thiện cao, sự chính xác về thông số cũng như là về ngoài hiện đại. Sau chiếc Fitbit ra thì mình sẽ giới thiệu với các bạn chiếc Apple Watch đang giảm tới 1 triệu đồng. Black Friday 2019 cũng là một cơ hội tốt để các bạn có thể mua sắm những mặt hàng như là Apple Watch chẳng hạn. Chiếc Apple Watch Series 3 thì đang có giá chính hãng chỉ ngang bằng các mặt hàng tại Nhật. Tiếp đến là Samsung Galaxy Watch đang được giảm đến 2 triệu đồng. Dòng smartwatch của Samsung cũng đang được rất chú ý, đặc biệt là nhờ kiểu dáng thời trang, phù hợp với nhiều người, đầy đủ các tính năng thông minh và hỗ trợ tập luyện. Đồng hồ định vị trẻ em thì cũng được giảm 20%. Những chiếc đồng hồ này không chỉ là một món quà tặng cho trẻ em mà còn giúp các bạn có thể bảo vệ chúng tốt hơn. Ok, vừa rồi thì mình đã giới thiệu với các bạn những cái deal ở Việt Nam, còn nước ngoài thì sao? Hiện nay thì Realme và Xiaomi cùng với ZTE cũng đang tung ra một số những cái ưu đãi hấp dẫn trong dịp Black Friday này. Cụ thể thì với Realme ở châu Âu đang giảm giá 10 euro cho toàn bộ dòng sản phẩm của mình. Theo đó thì Realme 5 sẽ có giá bán từ 159,5 euro. Với bản Pro sẽ được bán giá là 189 euro cho bản 4GB RAM với dung lượng lưu trữ là 128GB. Với chiếc Realme X2 thì giảm xuống còn 288 euro, trong khi mẫu X2 Pro sẽ có mức giá là 389 euro. Tất cả những ưu đãi này hiện đang có trên trang web Realme châu Âu với hạn cuối là ngày 2 tháng 12 tới đây. Realme Ấn Độ thì cũng đang giảm giá một loạt các sản phẩm bắt đầu từ ngày 29 tháng 11. Theo đó thì những sản phẩm như Realme 3, Realme X và Realme 5 Pro sẽ được giảm giá 1.000 rupee. Các ưu đãi này hiện có trên trang web chính thức của công ty cũng như là thông qua Flipkart. Xiaomi Tây Ban Nha cũng đang tham gia vào đợt giảm giá lớn với ưu đãi dành cho các sản phẩm như Redmi 7A, nay chỉ còn 89 euro đối với cấu hình 2GB RAM và dung lượng là 32GB. Ngoài ra thì Redmi Note 7 cũng giảm còn có 159 euro cho bên thể 4GB RAM, dung lượng lưu trữ là 64GB. Với Mi 9, Mi 9 Lite và Mi 9T cũng đang được giảm giá từ 60 euro cho đến 150 euro mỗi sản phẩm. ZTE ở Mỹ thì đang giảm giá 100 đô, giao hàng miễn phí và đi kèm vỏ cho sản phẩm iPhone 10 Pro và giảm 50 đô cho flagship Flex 10 với giá bán chỉ còn 129 đô. Mới đây thì Oppo vừa nhá hàng một chiếc smartphone mới, Oppo Reno 3 Pro 5G, vẫn theo truyền thống siêu mỏng của hãng với độ dày chỉ 7,7mm, chưa tính cụm camera. Oppo Reno 3 Pro 5G là chiếc điện thoại 5G chế độ kép mỏng nhất trong phân khúc giá của nó, theo một tweet của phó chủ tịch Brian Chant. 5G chế độ kép có nghĩa là nó có thể hỗ trợ các mạng 5G độc lập thực sự. Chiếc điện thoại này còn có một màn hình gương uốn cong ở mặt trước và sau và hầu như thì không có viền ở trên và hai bên. Một thiết bị mỏng như vậy thì chắc chắn sẽ không có cụm camera rồ sụt, cũng là một cái tính năng nổi tiếng của Oppo. Tuy vậy thì trong hình nhà hàng thì chúng ta không thấy camera nào nằm ở chính giữa phần trên máy cả. Có thể phán đoán rằng camera này sẽ là camera đục lỗ ở góc, tương tự với Samsung Galaxy S10. Ngoài ra thì máy còn có thể có một cụm camera sau khá cơ bản so với những chiếc điện thoại của hãng trước đây. Dù rằng là Reno 3 Pro 5G là một chiếc điện thoại khá thú vị, lôi cuốn và dễ bỏ túi, nó sẽ khó có khả năng được bán tại Mỹ. Nó có thể được Oppo bán tại châu Âu của các nhà mạng, khi mà các đối tác 5G của Oppo tại thị trường này bao gồm EE, Swisscom và một vài nhà mạng khác nữa. Hiện thì chưa có thông tin nào về giá bán cũng như thời gian ra mắt của máy. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!